Người từng rủ bạn đi net sau giờ học bây giờ đang nơi đâu? Chắc đứa nhà lầu, đứa xe hơi, đứa lập gia đình hết rồi nhỉ? Phải ra đây. Yes. Chú quá, cho lắp chai nước. Đây. À, cảm ơn nha. Mày muốn gì nhiều vậy? Phải ra đây. Yes. Chỉ là thói quen thôi.